Đang yên đang lành tại Manchester City, bỗng dưng Erling Haaland lại đòi đến Barcelona với cái giá được xem là rẻ như trò. Hay chỉ đơn giản là chân sút người Na Uy vốn đã quá chán với cuộc đua danh hiệu cá nhân tại Premier League khi hai lần liên tiếp giành được chiếc giày vàng. Giờ đây, anh muốn thử sức ở La Liga và tạo ra cuộc đua song mã với Kylian Mbappe như thế Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ngày trước chăng? Khó hiểu thật đấy. Không, sự thật là tương lai của Erling Haaland tại Man City có thể đang đứng trước những thay đổi lớn. Gần đây, thông tin về cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa tiền đạo người Na Uy và Man Xanh đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Đặc biệt, yêu cầu về một điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu bảng mà Haaland muốn đưa vào thỏa thuận mới đã tạo ra nhiều suy đoán về khả năng anh rời đi trong tương lai gần. Điều khoản này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Haaland trong việc kiểm soát sự nghiệp của mình mà còn mở ra cơ hội cho các đội bóng lớn như Barcelona và Real Madrid có thể sở hữu ngôi sao người Na Uy với mức giá hời. Kể từ khi gia nhập Manchester City vào mùa hè năm 2022, Erling Haaland đã nhanh chóng khẳng định mình là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Anh đã mang đến cho Man City một cỗ máy săn bàn với hiệu suất đáng kinh ngạc. Chỉ sau một mùa giải, Haaland đã ghi 52 bàn thắng trên mọi đấu trường, phá vỡ hàng loạt kỷ lục, trong đó có kỷ lục ghi bàn nhiều nhất của một mùa giải Premier League với 36 bàn thắng. Sự xuất sắc của anh đã góp phần giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử với danh hiệu Premier League, FA Cup và Champions League mùa 2022-2023. Khả năng ghi bàn của Erling Haaland không chỉ dựa trên sức mạnh và tốc độ mà còn nằm ở sự nhạy bén trong việc chọn vị trí, khả năng đánh đầu và dứt điểm đầy tinh tế. Sự hiện diện của chân sút người Na Uy trên hàng công đã giúp Pep Guardiola xây dựng một hệ thống chiến thuật đa dạng hơn, với trung tâm là một tiền đạo cắm thực thụ, điều mà The Citizen đã thiếu trong nhiều mùa giải trước. Ngôi sao sinh năm 2000 trở thành một mảnh ghép hoàn hảo giúp đội bóng thành Manchester thống trị cả trong nước lẫn châu Âu. Việc Julian Alvarez rời đi để gia nhập Atletico Madrid càng khẳng định thêm tầm quan trọng của Haaland trong đội hình của Man City. Anh gần như không có đối thủ trong việc cạnh tranh suất đá chính ở vị trí tiền đạo. Không chỉ là một chân sút xuất sắc, anh còn là một biểu tượng cho sự thành công và tham vọng của Man City dưới triều đại của Pep Guardiola. Sự thành công vượt trội này khiến Man City phải tìm mọi cách để giữ chân Erling Haaland. Nhưng với yêu cầu về điều khoản giải phóng trong hợp đồng mới, tương lai của anh có thể không hoàn toàn nằm trong tay ở Man City. Dù Erling Haaland vẫn còn hợp đồng đến năm 2027, việc gia hạn hợp đồng trở nên cần thiết khi các đội bóng lớn như Real Madrid và Barcelona không ngừng bày tỏ sự quan tâm đến anh. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo, một điểm đáng chú ý là yêu cầu Haaland về việc đưa vào hợp đồng mới một điều khoản giải phóng trị giá 100 triệu bảng. Điều khoản giải phóng này do Haaland và người đại diện của anh Rafaela Pimenta cùng với cha anh là Alf Inge Haaland đề xuất là một chiến lược để đảm bảo Haaland có thể kiểm soát sự nghiệp của mình trong tương lai. Thông qua điều khoản này, Haaland có quyền tự do chuyển đến câu lạc bộ khác nếu một đội bóng đáp ứng mức phí 100 triệu bảng. Đây là một yếu tố quan trọng vì Haaland và đại diện của anh luôn ưu tiên việc anh có thể linh hoạt lựa chọn điểm đến tiếp theo, giống như cách anh đã từng rời Borussia Dortmund để gia nhập Man City nhờ vào điều khoản tương tự. Từ quan điểm của Man City, yêu cầu này tạo ra một tình huống khó khăn. Việc có một điều khoản giải phóng với mức giá chỉ 100 triệu bảng là con số quá thấp so với giá trị thực sự của Haaland trên thị trường chuyển nhượng hiện tại. Với thành tích và khả năng ghi bàn vượt trội, giá trị của Haaland có thể dễ dàng vượt qua mức 200 triệu bảng trong một thương vụ thông thường. Tuy nhiên, nếu điều khoản này được chấp thuận, Man City sẽ mất quyền kiểm soát khi các đội bóng có đủ điều kiện như Real Madrid hoặc Barcelona sẵn sàng trả mức phí này để có được chữ ký của Erling Haaland. Để có sự so sánh rõ ràng, hãy nhìn vào những thương vụ chuyển nhượng gần đây. Ví dụ Chelsea đã chi hơn 115 triệu bảng để có được Enzo Fernandez, hay Kylian Mbappe người đã phá kỷ lục chuyển nhượng khi Paris Saint-Germain mua anh từ Monaco với mức giá khoảng 166 triệu bảng. Trong bối cảnh đó, Haaland, một tiền đạo đã chứng minh khả năng của mình với hơn 100 bàn thắng chỉ sau hơn 100 trận đấu cho Man City, chắc chắn có giá trị cao hơn rất nhiều so với con số 100 triệu bảng. Chính vì vậy, mức giá 100 triệu bảng trong điều khoản giải phóng của Haaland không chỉ là một con số hợp lý mà còn là cơ hội vàng cho các đội bóng lớn. Bên cạnh đó, Manchester City hiện đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ từ luật công bằng tài chính FFP của UEFA. Sau nhiều năm chi tiêu mạnh tay trong các kỳ chuyển nhượng để xây dựng một đội hình đầy sức mạnh, City đang nằm trong tầm ngắm của các nhà quản lý bóng đá châu Âu. Đặc biệt, họ đang đối diện với 115 cáo buộc vi phạm luật FFP từ Premier League, bao gồm các vi phạm từ năm 2009 đến 2018. Nếu bị kết tội, Man City có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng, từ cấm tham dự các giải đấu châu Âu cho đến bị trừ điểm hoặc thậm chí là giáng hạng. Với những áp lực tài chính này, việc giữ chân Haaland trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Nếu City phải chịu án phạt tài chính, họ có thể buộc phải cắt giảm chi tiêu hoặc thậm chí phải bán một số cầu thủ chủ chốt để duy trì sự ổn định tài chính. Trong trường hợp đó, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 100 triệu bảng của Haaland có thể trở thành một yếu tố quan trọng.
Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi các đội bóng như Barcelona hay Real Madrid đang tìm kiếm cơ hội để chiêu mộ tiền đạo đẳng cấp như Haaland. Hơn nữa, với việc Pep Guardiola có khả năng rời Man City vào năm 2025 khi hợp đồng của ông kết thúc, tương lai của đội bóng có thể trở nên bất định hơn. Guardiola là người đã biến City thành một thế lực thực sự và nếu ông ra đi, Haaland có thể sẽ cân nhắc việc chuyển đến một đội bóng khác, nơi anh cảm thấy có cơ hội tốt hơn để giành thêm danh hiệu. Với sự bất ổn này, Man City cần phải cân nhắc cẩn thận khi đàm phán hợp đồng mới với Erling Haaland bởi áp lực từ FFP có thể khiến họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để anh ra đi. Barcelona từ lâu đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Erling Haaland. Ngay từ khi anh còn khoác áo Borussia Dortmund, đội bóng xứ Catalan đã xem Haaland là một mục tiêu tiềm năng để thay thế các tiền đạo kỳ cựu trong đội hình của mình. Tuy nhiên, khi đó họ không thể cạnh tranh về mặt tài chính với Man City, đội bóng đã nhanh chóng chiêu mộ thành công ngôi sao người Na Uy. Giờ đây khi tình hình tài chính của Barcelona đang dần cải thiện, đặc biệt là sau khi đạt được thỏa thuận mới với Nike, Haaland lại một lần nữa trở thành mục tiêu hàng đầu của họ. Với việc Robert Lewandowski đã bước sang tuổi 36 và Barcelona đang dần tìm kiếm sự thay thế dài hạn, Haaland được xem là lựa chọn hoàn hảo để dẫn dắt hàng công của đội bóng trong tương lai. Juan Laporta, chủ tịch Barcelona, đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đội bóng đang chuẩn bị cho những thương vụ bom tấn trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới và Haaland chắc chắn nằm trong danh sách đó. Hợp tác với Nike không chỉ mang lại cho Barcelona nguồn thu lớn hơn mà còn có thể giúp họ trong việc đàm phán với Haaland, người vốn luôn có hứng thú với La Liga. Thêm vào đó, Haaland được cho là rất hứng thú với ý tưởng chơi bóng tại Tây Ban Nha. Barcelona là một trong những câu lạc bộ có truyền thống lâu đời và sức hút lớn nhất thế giới, nơi đã từng là sân khấu của những siêu sao như Lionel Messi và Ronaldinho. Việc chuyển đến một câu lạc bộ có tầm vóc như Barcelona sẽ không chỉ giúp Haaland củng cố sự nghiệp mà còn mở ra cơ hội để anh chinh phục thêm nhiều danh hiệu lớn tại La Liga và Champions League. Việc Manchester City để mất Erling Haaland sẽ để lại một lỗ hổng lớn trong đội hình của họ, đặc biệt là trên hàng công. Haaland đã trở thành trung tâm trong chiến lược tấn công của Pep Guardiola và việc tìm kiếm một cầu thủ có thể thay thế anh với khả năng ghi bàn tuyệt vời như vậy là điều không hề dễ dàng. Nếu Haaland ra đi, Man City sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm những phương án thay thế để giữ vững sức mạnh của đội bóng trong các cuộc đua danh hiệu ở Premier League cũng như châu Âu. Một số cái tên tiềm năng có thể thay thế Haaland đã được liên hệ với Man City, bao gồm Dusan Vlahovic của Juventus và Benjamin Sesko của RB Leipzig. Cả hai đều là những tiền đạo trẻ triển vọng và đã thể hiện phong độ ấn tượng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Dusan Vlahovic với khả năng dứt điểm xuất sắc và kỹ thuật chơi bóng đa dạng được xem là một trong những tiền đạo hàng đầu của Serie A hiện nay. Trong khi đó, Benjamin Sesko là một tài năng trẻ đang nổi lên với chiều cao vượt trội và khả năng chơi đầu rất tốt. Anh được xem là một trong những cầu thủ có thể phát triển thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Tuy nhiên, dù có những lựa chọn thay thế tiềm năng, việc mất Haaland vẫn sẽ làm cú sốc lớn với Man City. Đội bóng sẽ không chỉ mất đi một cầu thủ ghi bàn xuất sắc mà còn là biểu tượng của sức mạnh và tham vọng. Khả năng Man City vẫn duy trì được vị thế của mình mà không có Haaland sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc họ có thể chiêu mộ được một tiền đạo chất lượng tương đương hay không, cũng như khả năng thích ứng với các thay đổi trong chiến thuật dưới thời Guardiola hoặc một huấn luyện viên mới trong tương lai. Dù kết quả cuối cùng ra sao, tương lai của Haaland chắc chắn sẽ là một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới. Cả Man City và Barcelona đều có những lý do riêng để theo đuổi mục tiêu của mình. Và chỉ thời gian mới có thể trả lời liệu Haaland sẽ tiếp tục tỏa sáng ở Etihad hay tìm kiếm những thách thức mới ở Spotify Camp Nou.